Chào mừng bạn đến với phần thực hành tiếp theo trong bài học tìm thị trường ngách. Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành theo cái phương pháp là tìm xu hướng theo sản phẩm. Trong bài học trước, chúng ta đã tìm xu hướng theo sự kiện, tìm xu hướng theo sản phẩm. Thì chúng ta sử dụng những công cụ như sau. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 5 công cụ và để ở dưới ngay video này. Sử dụng 5 công cụ này tương đối đơn giản. Thì các bạn có thể dựa vào đây để tìm ra ý tưởng, dựa đây để tìm thấy những cái sản phẩm ở những cổng thương mại điện tử khác. Và các bạn lưu ý, chúng ta không nên tìm kiếm ở Amazon hoặc AliExpress. Đầu tiên bạn có thể tham khảo ở trang web là thinkgeek.com. Đây là một trang thương mại điện tử tương đối phát triển. Và những sản phẩm ở đây là thiên về thời trang và đồ chơi. Tại đây có rất là nhiều những sản phẩm vô cùng độc đáo mà có thể bạn không tìm được ở những cổng thương mại điện tử khác. Và tương tự như Amazon, nó cũng phân ra thành rất là nhiều danh mục như là thời trang, những phụ kiện, đồ chơi, vân vân. Nếu như bạn có định hướng và yêu thích một ngách nào đó, thì bạn có thể tìm chính xác cái từ khóa hoặc cái danh mục mà bạn cần. Và khi bạn đã tìm được cái sản phẩm ưng ý, thì bạn copy cái từ khóa này và tìm kiếm sản phẩm tương tự ở trên AliExpress. Và một cách thứ hai nữa là bạn có thể tìm những sản phẩm best seller. Đây là những sản phẩm đang được bán chạy trên ThinkGeek. Dựa vào những sản phẩm, những ý tưởng này, bạn sẽ tìm các sản phẩm tương tự ở trên AliExpress. Và trang web thứ hai tôi muốn giới thiệu với bạn đó là Wanelo. Các bạn vào wanelo.co. Đây là một cổng thương mại điện tử rất là lớn. Nó chủ yếu bán sản phẩm trên app điện thoại. Bạn cũng có thể cài đặt nó ở trên Shopify của mình. Và khi sản phẩm của bạn đăng trên Shopify, đồng thời nó cũng sẽ đăng ở trên Wanelo. Thì bạn có thể tìm ở các danh mục để đưa ra cái ý tưởng cho mình, hoặc các bạn có thể tìm kiếm theo xu hướng. Đây là những sản phẩm mới và đang có xu hướng được nhiều người theo dõi trên Wanelo. Các bạn lưu ý là Wanelo thiên về thời trang là chủ yếu. Đây là một nguồn ý tưởng rất lớn để bạn có thể tìm được cái ngách sản phẩm cho mình. Tại Wanelo, ngoài nghiên cứu ở cái trending này ra, bạn có thể kéo cuối trang và xem những cái gian hàng nổi bật nhất. Bạn có thể thấy được cái lượng follow rất là lớn. Từ đây bạn có thể tìm hiểu được xu thế thời trang của nước ngoài. Và công cụ tiếp theo tôi muốn giới thiệu cho bạn đó là spyful.com. Đây là một công cụ phân tích chi tiết theo từ khóa sản phẩm. Bạn có thể gõ cái từ khóa của mình cần tìm ở đây và nó sẽ phân tích cái doanh số, cái xu hướng của website đó. Ví dụ tôi muốn tìm kiếm những sản phẩm liên quan tới dog. Bạn có thể thấy nó ra rất nhiều kết quả ở đây. Đó là lượng tìm kiếm tại khu vực. Ở đây chúng ta đang tìm kiếm cái dữ liệu ở Mỹ và Anh. Thì một tháng nó tới 1,2 triệu lượt tìm kiếm liên quan cái từ khóa dog và 3,35 lượt tìm kiếm trên toàn cầu. Cái chỉ số click đó là 2%, độ khó của từ khóa là 67, giá của một click là 0,87 đô và rất là nhiều những cái thông số khác. Thì chúng ta không cần phải để ý nhiều. Bạn kéo xuống. Đây là những từ khóa có lưu lượng tìm kiếm cao nhất. Thì đây là cái tài khoản miễn phí nên chúng ta chỉ thấy được 5-6 kết quả mà thôi. Thì dựa vào cái từ khóa này, bạn có thể đưa vào Google Keyword Planner ở trong bài học trước để bạn tìm những sản phẩm liên quan. Công cụ cũng liệt kê những website đang bán những sản phẩm có từ khóa mà chúng ta đang tìm kiếm, đồng thời cũng thống kê được doanh số trong vòng 1 tháng của họ. Và bạn có thể nghiên cứu những cái trang mà được liệt kê ở đây. Và nếu sản phẩm nó trùng với ý tưởng của bạn, bạn có thể sao chép nội dung của nó. Và công cụ cuối cùng tôi muốn giới thiệu với bạn, đó là công cụ Whatcow. Đây là một công cụ để tìm kiếm những sản phẩm liên quan tới từ khóa mà bán chạy trên eBay. Tại đây bạn có thể chọn các thị trường eBay mà bạn muốn tìm kiếm. Ở đây nó sẽ liệt kê cho các bạn các sản phẩm được bán chạy và được quan tâm nhiều nhất trên eBay. Thì các bạn nên dựa vào đó để lấy ý tưởng và tìm những sản phẩm tương tự.
Thì hy vọng sau bài học này các bạn có thể tìm được những ý tưởng, những ngách sản phẩm dành riêng cho mình. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.